mới học Phật nhất định phải bắt đầu từ trì giới. Giới ở đây là lời răn của Thầy từ xưa đến nay, bắt đầu từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta học nghiệp, đạo nghiệp và sự nghiệp của chúng ta có thành tựu hay không, mấu chốt là ở người Thầy. Nếu bạn gặp được một Thầy dẫn đường tốt thì bạn nhất định sẽ thành công. Vậy Thầy nào mới là vị Thầy tốt? Đại sư Thiện Đạo đã nói rất hay, vị Thầy có duyên với bạn chính là vị Thầy tốt. Vì sao gọi là có duyên? Vị Thầy là trong lòng bạn tôn kính nhất, ngưỡng mộ nhất chính là vị Thầy có duyên với bạn. Bạn theo học với vị Thầy đó sẽ không sai lầm. Vì sao vậy? Vì những lời vị Thầy đó giảng, bạn có thể tiếp nhận, vị Thầy đó hướng dẫn bạn, bạn sẽ toàn tâm làm theo. Như vậy gọi là có duyên. Nếu không có duyên thì cho dù người Thầy này có học vấn, đạo đức có cao đến mấy thì bạn vẫn không coi trọng, không để trong tầm mắt. Lời của người Thầy này bạn không để lọt vào tai, không để ý, không làm theo, như vậy thì có tác dụng gì? Cho nên thiện tri thức của mỗi người tịnh không giống nhau. Tôi tôn kính người này, bạn tôn kính người kia. Chính vì thế mà chư Phật, Bồ Tát phải hóa hiện thành rất nhiều thân phận. Bạn đọc trong Phổ Môn Phẩm, Bồ Tát Quán Thế Âm vì sao phải thị hiện thành 32 loại thân tướng? Bạn thích thân tướng nào, Ngài sẽ thị hiện thân tướng đó. Đó chính là có duyên với bạn. Bạn thích Bồ Tát, nếu Ngài thị hiện thành Phật, bạn lại không thích Phật, đối với Phật bạn không tôn kính. Đó là chuyện xảy ra rất nhiều, rất nhiều đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật A Di Đà đều không cung kính, nhưng lại cung kính đối với Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong lòng họ chỉ có Bồ Tát Quán Thế Âm. Lời nói của Bồ Tát Quán Thế Âm họ liền nghe theo, còn lời nói của Phật họ lại không nghe. Sự tình này cũng xuất hiện nhiều. Cho nên bạn muốn tìm được Thầy thì phải biết nguyên tắc này. Phải tìm được người Thầy mà trong lòng bạn thích nhất, tôn kính nhất. Vì trong sự yêu thích và tôn kính nhất có một điều kiện rất quan trọng, chính là lời nói mà vị Thầy đó giảng khiến bạn tin tưởng, tuyệt đối làm theo. Đây là nhân tố vô cùng quan trọng. Có nhân tố này bạn sẽ có thành tựu. Còn có một nguyên tắc quan trọng nữa, đặc biệt là đối với những người mới học. Khi mới học, chúng ta chưa có tránh tri kiến, chúng ta không thể phân biệt được thị phi, tà chính. Vì không có khả năng này nên khi nghe người khác thuyết pháp, có một số thuyết pháp dường như đúng nhưng lại là sai, chúng ta lại xem đó là chánh pháp mà không biết nó là tà pháp. Khi đã dấn vào thì rất khó dứt ra. Đây là nguyên nhân trọng yếu khiến cho chúng ta tu học đời đời kiếp kiếp không có thành tựu. Hy vọng trong đời này chúng ta không phạm phải sai lầm đó. Chân giả rất khó phân biệt, không phải là dễ. Các vị đọc kỹ Lăng Nghiêm Kinh, Phật giảng cho chúng ta về 50 loại ấm ma. Ấm ma bậc cao trông không khác gì Phật và Bồ Tát. Chúng ta xem chúng là Bồ Tát, như thế là hỏng rồi. Chúng thuyết pháp, trong 100 câu chỉ có một câu không giống với thuyết pháp của Phật. Câu đó chính là độc tố, chính là giả. Chúng ta làm sao có thể phân biệt được? Chính vì thế, người mới học từ xưa đến nay không thể rời khỏi Thầy, cũng giống như đứa trẻ thơ không thể rời khỏi mẹ. Người mẹ vì sao phải mang con theo bên cạnh đến 3-4 năm? Vì trong 3-4 năm này, con thơ không thể rời khỏi mẹ. Nó còn quá nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, từng giờ từng khắc đều có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Cho nên mẹ phải chăm sóc, một giây cũng không đợi chúng rời khỏi tầm mắt. Chúng ta mới học Phật, tình trạng cũng giống như đứa trẻ thơ, chỉ sơ xuất trong chốc lát sẽ bị yêu ma quỷ quái lôi kéo vào tà đạo mà không hề hay biết. Điều này rất đáng sợ. Cho nên chúng ta nhất định phải dựa vào bậc thiện tri thức. Có lẽ các vị đã từng nghe học Phật thời xưa có 5 năm học giới. Ý nghĩa của 5 năm học giới này là trước thời gian 5 năm không được rời khỏi thầy dù chỉ một bước. Bởi vì người mới học không có chánh tri chánh kiến, rất dễ bị mê hoặc bởi ngoại cảnh. Cho nên 5 năm học giới này không phải là học giới luật, mà là học lời răn dạy của thầy. Hiện nay học Phật rất khó, khó ở chỗ không có thầy, không có thiện tri thức. Vì sao lại không có thầy? Vì không có học trò. Học trò rất nhiều, chúng tôi đều học. Chúng ta trên miệng thì đều nói muốn học, nhưng trong tâm lại không muốn học. Đó chính là phúc báo của chúng sinh hiện tại không bằng quá khứ. Tôi mới đến Đài Loan vào năm Dân Quốc thứ 38. Tôi tiếp xúc với Phật Pháp được 42 năm. Tôi vẫn thấy mình rất may mắn. Người thầy mà tôi gặp được vẫn dùng phương pháp cổ điển để truyền thụ cho tôi. Tôi có thể tiếp nhận được phương pháp này truyền thụ cho người khác, thì người khác không thể tiếp nhận được. Chúng tôi đã từng làm thí nghiệm. Môn đầu tiên tôi học là môn triết học. Thầy Phương Đông Mỹ dạy tôi không phải dạy trên trường mà là ở nhà thầy. Một tuần gặp một lần, mỗi lần học trong 2 tiếng, nhận thức được Phật Pháp rồi. Tôi lại may mắn gặp được Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia cũng giống như thầy Phương, cũng mỗi tuần dạy cho tôi 2 tiếng. Sau đó ngày biên tịch, tôi đến tham bái lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi đến tham bái thầy. Thầy ra cho tôi 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là muốn học với ta thì bắt đầu từ hôm nay, trò chỉ được nghe một mình ta giảng kinh thuyết pháp. Ngoài ta ra, bất kỳ pháp sư đại đức, cư sĩ nào giảng kinh, trò đều không được nghe. Điều kiện thứ hai là trò đọc sách, bất kể là sách Phật hay sách đời, nếu không có sự đồng ý của ta thì trò không được đọc, bao gồm cả kinh Phật. Muốn đọc sách gì, trước khi đọc phải hỏi ý kiến thầy. Nếu thầy lắc đầu thì không được đọc. Điều kiện thứ ba là những điều trò đã học trước đây ta không thừa nhận, nhất loạt đều bỏ hết. Từ hôm nay phải học theo ta. Nghe những điều kiện nghe rất hà khắc. Vị thầy này thật ngang ngạnh, giống như ngoài ông ta ra không còn người khác vậy. Lúc đó tôi nghĩ đi nghĩ lại và chấp nhận. Vì sao tôi mới hiểu 5 năm học giới trong Phật môn chính là 3 điều kiện này. 3 điều kiện này chính là mẹ hiền vỗ về con thơ. Bạn phải học theo thầy, nghe lời thầy, phục tùng thầy 100%. Thầy dẫn bạn đi trên con đường chính. Thầy phụ trách bồi dưỡng nền tảng giác chánh tịnh cho bạn. Kỳ hạn là 5 năm. Sau 5 năm, bạn có thể phân biệt được chánh tà, có thể phân biệt được thị phi. Thầy sẽ giải phóng bạn. Lúc này bất kỳ người nào giảng kinh thuyết pháp bạn đều có thể nghe. Bất kỳ sách Phật hay sách đời nào bạn đều có thể đọc. Thầy hoàn toàn giải phóng bạn, vì bạn đã có thể phân biệt. Không gì có thể làm hại đến bạn nữa. Bạn có thể phân biệt được chánh tà, chân vọng, thị phi. Bạn có thể đi xem khắp nơi, đi nghe khắp nơi để thành tựu trí tuệ viên mãn cho bạn. 5 năm này thầy đã dũng tâm, khổ tâm, ưu ái bạn.
bồi dưỡng chánh tri chánh kiến cho bạn. Nếu bạn vẫn không phục tùng, không chịu nghe thì không còn cách nào nữa. Học trò thời nay không được như vậy. Nghe thầy đề xuất ba điều kiện này sẽ lập tức nói: ông có gì hay, thiện tri thức rất nhiều, tôi tìm đâu chẳng được. Tâm thái của học trò thời nay không giống chúng tôi ngày trước. Chúng tôi ngày trước nhất tâm niệm niệm làm theo lời dạy của thầy. Thầy yêu cầu chúng tôi 5 năm, nhưng vì tôi rất cảm kích thầy nên tự động tăng thêm 5 năm nữa. Cho nên tôi hoàn toàn tuân thủ lời dạy của thầy trong 10 năm. Chúng tôi đọc Hoa Nghiêm Kinh. Sự giáo học trong Hoa Nghiêm Kinh, Thiện Tài Đồng Tử chính là một mẫu mực cho chúng ta. Ngài là học trò, thầy của Ngài là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dạy Ngài như thế nào? Cũng chính là ba điều kiện của thầy Lý. Đợi đến lúc Thiện Tài Đồng Tử có khả năng phân biệt được tà chánh thị phi, thầy của Ngài mới dạy Ngài ra ngồi tham học. Đây chính là 53 lần tham học nổi tiếng. Ra ngồi tham học, người nào cũng có thể tiếp xúc, câu nói nào cũng có thể nghe, sách nào cũng có thể đọc để thành tựu trí tuệ viên mãn của Ngài. Cho nên 5 năm học giới lấy từ Hoa Nghiêm Kinh đợi giảng là rất có căn cứ. Đây chính là sự giáo dục truyền thống của nhà Phật. Chúng ta không hiểu được đạo lý này, không hiểu được ý nghĩa của nó, không hiểu được công đức chân thực của nó, thì chúng ta sẽ không chịu tiếp thu, không nhẫn nại học tập. Hay nói cách khác, căn cơ để chúng ta học Phật không những không tốt mà còn hoàn toàn không có, làm sao có thể thành tựu được? Người xuất gia không thể vi phạm nguyên tắc này. Người học Phật tại gia muốn thành tựu cũng không thể vi phạm nguyên tắc này. Cho nên người hiện đại học Phật rất đông, đông hơn rất nhiều so với trước đây, vì cơ hội học Phật cũng nhiều hơn so với quá khứ, tùy theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Kinh điển không thiếu thốn. Trước đây chúng tôi muốn có một cuốn kinh Phật không phải là dễ. Ngày nay hầu như mỗi gia đình đều lưu giữ một bộ Đại Tạng Kinh. Đó là chuyện mà người thời trước không dám nghĩ đến. Không ai dám tưởng tượng trong nhà được cung phụng một bộ Đại Tạng Kinh, làm sao có được phúc báo lớn như thế. Quê cũ tôi ở An Huy, tình hình quê hương thế nào tôi không được rõ. Quê tôi có một ngôi chùa, đây là một đạo tràng cổ xưa. Vào thời kỳ hưng vượng nhất có đến 400-500 vị tăng ở đó. Đạo tràng lớn như thế mà chỉ có nửa bộ Đại Tạng Kinh, mấy huyện lân cận chúng tôi ao ước biết bao. Như vậy các vị đã biết thời trước điển tịch khó có được như thế nào. Người thường có cơ duyên nghe đến Phật Pháp, đọc được kinh điển, muốn có được Đại Tạng Kinh phải đến chùa thỉnh kinh, phải ở lại chùa mấy ngày. Để làm gì vậy? Để sao chép kinh. Bạn muốn có kinh gì phải mượn để sao chép lại, chứ làm gì có chỗ nào để mua. Người đời nay rất tiện lợi, có thể dễ dàng thỉnh Đại Tạng Kinh về nhà cúng dường. Nhưng xem ra thế vẫn là uổng công, không bằng trước đây sao chép kinh mới là chân thực. Cho nên người hiện đại giống như có phúc báo rất lớn, nhưng chỉ là lớn trên hình thức, xem xét kỹ trên thực chất vẫn là không bằng người đời xưa, không có được sự chân thành, cung kính, khiêm tốn như người xưa. Cho nên trên phương diện tu học không bằng được người xưa, phải từ chính chỗ này gây dựng căn cơ. Vấn đề hiện nay là không có thiện tri thức. Dù có thiện tri thức thì cũng rất khó tìm được học trò.
Sau khi tôi học xong, thường ra ngoài quan pháp, tôi cảm thấy rất cô đơn, không có bạn đồng học, đồng tu. Cho nên năm trước ở Mỹ gặp được Hoàng Niệm Tổ, tôi vui sướng vô cùng. Hoàng Niệm Tổ gặp tôi cũng rất vui. Vì sao vậy? Hoàng Niệm Tổ Hoằng Dương Vô Lượng Thọ Kinh ở Trung Quốc, tôi Hoằng Dương Vô Lượng Thọ Kinh ở nước ngoài, đều là những người rất cô độc. Gặp được nhau, thấy mình vẫn còn có bạn đồng hành, thấy cùng đi trên một con đường thật là hiếm có. Mỗi lần tôi từ nước ngoài về, hỡi đến Đài Loan là liền đến thăm thầy. Mỗi lần gặp tôi đều khuyên thầy nên bồi dưỡng cho học trò. Huynh đệ chúng ta nhiều thì sức Hoằng Dương ra ngoài càng lớn. Câu nói này tôi nói đi nói lại đến mấy lần rồi. Lần cuối cùng thầy mới nói, không phải tôi không dạy học trò, ông hãy thay tôi đi tìm học trò đi. Sau khi nghe câu này, không dám nói lại nữa. Vì sao vậy? Tôi nghĩ tôi tìm không được, tìm ở đâu ra một học trò ngốc hoàn toàn nghe theo lời thầy, lại nghĩ tìm một người có thái độ tu học và cung kính thầy giống như mình. Quả thực là không có người thứ hai, quả thực tìm không ra. Từ đó tôi đã hiểu, tôi không nói nữa, không dám đề xuất chuyện này nữa, vì biết là rất khó. Người hiếu học chân chính, người muốn học chân chính, đương nhiên là vẫn có, nhưng tôi không gặp được. Hiện thầy không còn nữa, tôi phải làm thế nào? Vẫn còn một cách, đó là tìm người xưa. Thầy hiện tại không còn như bậc đại đức xưa vẫn còn. Chúng ta bắt chước cách của người xưa, làm đệ tử riêng của người xưa.